Xin Chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Imba Studio. Celestian thì có lẽ không phải là một cái tên còn quá xa lạ đối với một bộ phận những người chơi guitar nữa rồi, bởi vì bản thân họ đã sản xuất ra những cái dòng củ loa phải thuộc vào hàng là kinh điển, có thể kể đến như là dòng Vintage 30 với cái con là G12V30 hay là Greenback G12H, rồi là Creamback V-Type, vân vân Và rất nhiều những cái hãng loa nổi tiếng trên thế giới như là Marshall này, Fender này, Blackstar, Orange, Hugh Jenkins, Ingo, vân vân đều sử dụng những cái dòng sản phẩm của Celestion. Mọi người cứ cảm tưởng là ấy, rất nhiều những cái người chơi guitar trên thế giới khi mà nghe thấy cái tên Celestion ấy thì mọi người đều biến thành Jimmy Oliver ấy. Woo! <laughs> yeah! Chỉ cần nói như vậy thôi thì các bạn cũng đủ hiểu là cái tầm ảnh hưởng của Celestion ở trong cái giới âm nhạc nó lớn đến mức như nào. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Celestion là một cái công ty mà sở hữu một cái lịch sử nó phải dài đến hơn 100 năm. Kể từ khi thành lập vào năm 1924, thì bản thân họ đã cho ra mắt rất nhiều những cái dòng sản phẩm mang tính là đột phá và cải tiến dành cho tất cả những cái cầm thủ trên thế giới. Một trong số đó thì có thể kể đến chiếc củ loa T530 được tích hợp ở trong con Fox AC15 sản xuất năm 1960. Vì nó đã thành công gây ấn tượng với rất nhiều người dùng trên thế giới bởi vì cái sự cân bằng trong cái âm thanh mạnh mẽ và cái chất âm ngọt ngào của nó. Và đó cũng chính là lý do mà sau này rất nhiều những cái hãng làm âm ly hay là cabinet vẫn luôn luôn tin tưởng sử dụng những cái sản phẩm của Celestion. Với cái sự phát triển ấn tượng như vậy thì trong những năm gần đây Celestion đã quyết định sử dụng cái kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để có thể bắt đầu làm ra những cái chiếc loa riêng của Celestion. Và họ đã cho ra mắt một sản phẩm mang tên là BA28, một chiếc loa di động đa chức năng. Và chiếc loa đấy chính là chiếc loa mà đang nằm cạnh mình đây. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem chiếc loa này có gì nhé. Đối với con BA28 này thì Selection đã trang bị cho nó một cái củ loa là Selection driver 8 inch và với một cái công suất lên đến là 60W. Vì là một chiếc loa hướng tới cái sự tiện dụng nên là BA28 có thể chạy bằng cách là cắm nguồn điện trực tiếp hoặc là sử dụng pin sạc dự phòng. Ở trong con BA28 này thì chúng ta sẽ có hai cục pin Li-Ion có thể sạc được nha và thời lượng sử dụng của nó là lên đến 12 tiếng đồng hồ. BA28 thì cho chúng ta 4 đường đầu vào với ba đường đầu tiên là để cắm nhạc cụ guitar, mic vân vân. Và cái đường số 4 này sẽ là đường chúng ta có thể phát nhạc vào bằng bluetooth hoặc là chúng ta cắm một cái dây 3.5 vào. Và tất nhiên là cái sự tiện dụng của nó nó còn đến từ cái việc là nhà sản xuất sẽ cho chúng ta một cái ứng dụng để chúng ta có thể chỉnh được cái con loa này ở trên điện thoại, chạy được trên cả iOS lẫn Android luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những cái chức năng của con BA28 này xem là nó hoạt động như thế nào. Trước hết thì để bật cái con loa này lên chúng ta cần phải dùng một cái nút nguồn ở đằng sau lưng nó. Chúng ta giữ một giây để cho nó bật lên nhá. Và nếu muốn tắt đi thì giữ hai giây. Ngay ở dưới cái nút bật này sẽ là một cái lỗ cắm dây nguồn. Cái dây nguồn này thì nó sẽ đi kèm theo trong hộp nha. Ở bên phải của cái nút nguồn này thì các bạn có thể chú ý thấy là chúng ta có một cái nắp. Khi mà chúng ta mở cái nắp này ra thì chúng ta sẽ thấy là ở bên trong sẽ có hai cái cục pin li ông mà lúc nãy mình vừa mới nói ạ. Đối với hai cái cục pin sạc này ấy, thì chúng ta chỉ cần cắm dây nguồn vào thôi và nó sẽ tự động được sạc. Quay trở lại với cái con loa này thì ở bên tay trái của cái nút bật, chúng ta sẽ thấy một cái đầu USB cắm vào tên là service. Thì cái đầu này sẽ được sử dụng để chúng ta có thể update cái firmware cho chiếc BA28 này. Ngay bên tay trái của cái cổng USB này thì chúng ta sẽ có hai đường aux in và aux out. Aux in thì tức là chúng ta sẽ dùng một cái dây 3.5 để cắm vào con loa này và cái đầu 3.5 còn lại chúng ta sẽ kết nối vào cái thiết bị của chúng ta, ví dụ như là máy tính này hoặc là điện thoại này để chúng ta có thể phát nhạc vào. Còn về đầu aux out thì chúng ta sẽ sử dụng nó để có thể lấy âm thanh từ con loa này và truyền sang một thiết bị thứ ba, tức là khi chúng ta sử dụng cái con BA28 này hoàn toàn chúng ta có thể thu âm lại tất cả những cái âm thanh mà được đưa vào trong con BA28 này. Rất tiện lợi cho việc là ví dụ các bạn muốn livestream hay là ví dụ các bạn muốn ghi âm cái phần trình diễn của mình chẳng hạn. Ở trên thì chúng ta sẽ có hai cổng 6 ly FX dành cho guitar, có một cổng send và một cổng return, mình sẽ nói rõ hơn một chút về hai cái cổng này ở trong cái phần tiếp theo. Kết lại thì chúng ta có một cổng 6 ly tên là reverb Mute switch theo như mình hiểu thì con BA28 này sẽ cho chúng ta một chức năng là reverb và chúng ta có thể cắm thêm một cái pedal vào đây và bật tắt cái chức năng reverb này của con BA28. Đến với phần mặt trên của con BA28 này thì chúng ta sẽ có được những cái chức năng chính của nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai đường vào là 1 và 2. Đối với hai đường này thì chúng ta sẽ sử dụng nó chủ yếu dùng để cắm mic hoặc là để cắm những cái nhạc cụ mà có cái mức tín hiệu nó ở cái mức là line level chúng ta sẽ có bốn cái núm chỉnh rất là cơ bản bao gồm là có base này, treble này, reverb và volume. Ở cái đường đầu vào số 3 thì cái đường đầu vào này sẽ là đường đầu vào ưu tiên dùng cho guitar. Giống với hai đường 1 và 2 thì ở cái đường 3 này chúng ta cũng sẽ có bốn cái nút chỉnh rất là cơ bản bao gồm là base này, treble này, reverb và volume. Tuy nhiên thì cái điều làm cho cái đường số 3 này trở nên đặc biệt hơn đó chính là chúng ta sẽ có một cái nút là selection ER. Để hiểu về chức năng của cái nút này thì đầu tiên chúng ta phải nói một chút về cái công nghệ tên là ER cái công nghệ này thì nó không phải là cái công nghệ gì nó còn quá xa lạ đối với rất nhiều người chơi guitar bởi vì nó là một cái công nghệ mà sẽ được chúng ta sử dụng để tái tạo lại cái âm thanh của những cái chiếc loa yêu thích của chúng ta. Vậy nên là Selection khi mà họ làm ra cái con BA28 này, họ cũng đã quyết định tái tạo lại những cái củ loa thuộc hàng kinh điển của họ. Và có lẽ là tí nữa thì mình sẽ điểm qua những cái loại ER mà được Selection tích hợp vào con BA28 này nhé. Chúng ta sẽ có một đường đầu vào thứ tư, đây chính là đường Bluetooth hoặc là Aux-in. Đường này thì chúng ta sẽ sử dụng để có thể phát những cái file âm thanh, những cái file nhạc vào trực tiếp con BA28 này. Như mình đã nói thì con loa này sẽ có một cái đường aux in để chúng ta cắm dây 3.5 đối với những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng cái phương thức là 3.5. Còn lại thì chúng ta cũng có thể kết nối với nó thông qua Bluetooth. Đối với cái đường đầu vào số 4 này thì chúng ta sẽ chỉ có một núm duy nhất đó chính là núm volume. Và kết thúc lại thì ở phần ngoài cùng chúng ta sẽ có một cái núm volume tổng cái núm này thì đúng như tên gọi của nó thì nó sẽ điều khiển âm lượng tổng của tất cả những âm thanh được đưa vào cái loa này. Vừa rồi thì chúng ta vừa mới đi qua những cái chức năng rất là cơ bản của con BA28 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang một phần hết sức là quan trọng. Đó chính là cái ứng dụng mà được đi kèm theo nó. Đối với cá nhân mình ấy, thì 60% sức mạnh thực sự của con BA28 này chính là nằm ở cái ứng dụng đi kèm theo nó. Ok, mình đã tải nó về máy của mình rồi đây và bây giờ mình sẽ bắt đầu kết nối cái điện thoại của mình với con BA28 này nhá. Đây sẽ chính là cái giao diện mà sau khi chúng ta bật cái phần mềm BA28 lên. Ok, bây giờ mình sẽ bấm connect nhá. Này các bạn có thể thấy là connect rất là nhanh luôn, kết nối rất là tuyệt vời. Sau khi kết nối xong thì đây chính là cái mixer mà chúng ta có. Các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có 5 đường tương ứng với là 4 đường đầu vào và một cái đường âm thanh tổng. Đối với tất cả những cái đường này thì chúng ta đều sẽ có một cái fader để chúng ta có thể chỉnh được âm lượng sao cho nó phù hợp. Hoặc là các bạn có thể sử dụng hai cái phím mũi tên lên xuống ở bên cạnh đây để có thể là tăng giảm âm lượng tùy ý. Và tất nhiên là không thể thiếu được khi mà chúng ta sử dụng những cái đường này chúng ta sẽ có một cái nút mute ở ngay cái góc này dùng để tắt hoặc là bật âm thanh của cái đường đó lên. Các bạn sẽ chú ý là ở góc phải bên dưới của mỗi đường chúng ta sẽ có một cái dấu cộng. Cái dấu cộng này sẽ cung cấp cho các bạn nhiều hơn những cái chức năng để các bạn có thể sử dụng trên BA28. Ok, bây giờ mình sẽ bấm thử vào dấu cộng của cái đường mic 1. Đường mic 1 và đường mic 2 thì như nhau nên là mình sẽ chỉ demo một cái thôi. Đầu tiên bấm vào đây nhá. Đó, sau khi các bạn bấm xong thì cái giao diện nó sẽ đưa chúng ta đến một trang tiếp theo. Ở cột input source này thì ứng dụng này sẽ cho chúng ta lựa chọn xem là cái thiết bị mà chúng ta đang cắm vào con BA28 này là thiết bị gì, có thể là mic hoặc là line hoặc là nhạc cụ. Ok, ở đây mình sẽ chọn là mic. Ngay ở bên cạnh thì chúng ta sẽ có một phần là EQ. EQ thì sẽ cho chúng ta hai chức năng, đầu tiên là chỉnh base và thứ hai là chỉnh treble. Thì cái này chúng ta có thể vặn trên con BA28 luôn hoặc là sử dụng trong app này để cho nó tiện. Nếu như chúng ta muốn bỏ qua chức năng EQ này của con BA28 và không sử dụng nó thì chúng ta sẽ có một cái công tắc on off ở trên này. Nó off tức là tắt và on tức là lên. Bên cạnh EQ thì chúng ta sẽ có một cái là reverb hay là độ vang đó. Ở phần reverb này thì chúng ta sẽ chỉ điều chỉnh được cái độ vang, tức là cái phần vang đấy nó sẽ nhiều hay là nó sẽ ít. Và tương tự như phần EQ thì chúng ta cũng sẽ có một cái công tắc tắt bật đối với cái chức năng này. Chức năng tiếp theo mà con BA28 này đưa cho chúng ta đó chính là chức năng compressor. Compressor hiểu một cách đơn giản tức là khi mà tín hiệu chúng ta đưa vào con BA28 này ở cái đoạn nào mà nó bị to quá thì compressor sẽ giúp cho chúng ta giảm xuống, còn cái phần nào mà nó bé quá thì compressor sẽ đẩy nó lên, giúp cho cái âm lượng của cái tín hiệu các bạn nó sẽ đều và nó sẽ không bị to nhỏ bất chợt. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái chức năng tên là automatic feedback eliminator. Chức năng này về cơ bản thì nó sẽ là cái chức năng mà để khử đi cái tính hú khi mà chúng ta đang sử dụng mic. Ví dụ như chúng ta để một cái mức âm lượng nó quá lớn thì đôi khi nó sẽ bị hú. Hoặc là ví dụ như chúng ta sử dụng đàn thùng chẳng hạn thì đàn thùng sẽ hay bị hú. Và chúng ta có thể sử dụng cái chức năng này để giảm thiểu cái điều đó. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái menu chính của mình. Đường 1 và đường 2 thì chức năng như nhau thôi nên mình sẽ bỏ qua đường số 2 và đến luôn với đường số 3. Đường số 3 này thì có lẽ nó chính là con cưng của Celestian rồi, là đường dành riêng cho guitar. Ok, hãy cùng xem nhé. Khi mà mình bấm vào đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái cột tên là Input Source. Cột này cho chúng ta lựa chọn xem là liệu chúng ta đang cắm vào đây là guitar điện hay là guitar thùng. Đó, thì mình sẽ chọn đây là guitar điện đi. Tương tự với đường 1 và đường 2 thì ở đường 3 này chúng ta cũng sẽ có EQ, cũng sẽ là chỉnh Bass và chỉnh Treble. Bật tắt bằng công tắc On Off ở trên cũng sẽ có một chức năng là chức năng Reverb, On, Off và núm chỉnh Level. Sự khác biệt nằm ở đây này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có Noise Gate. Noise Gate hiểu một cách đơn giản thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái mức âm lượng và Noise Gate sẽ giúp chúng ta loại bỏ bất kỳ những cái âm thanh nào nằm dưới cái mức âm lượng đấy giúp cho cái việc chơi đàn của chúng ta trở nên là sạch sẽ hơn và bớt đi những cái âm thanh mà chúng ta không mong muốn. Rồi và đến rồi đây chính là ear mode thứ mà chúng ta đã nói với nhau vài phút trước. Ở đây thì selection sẽ cho chúng ta ba loại củ loa đặc trưng của họ đầu tiên sẽ chính là greenback rồi đến blue và sau đó sẽ đến go tùy theo phong cách và sở thích chơi của các bạn thì các bạn có thể lựa chọn một trong ba cái er này tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một vài cái effect ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai cái effect rất là điển hình dành cho guitar điện đó chính là overdrive và distortion và tiếp đến thì chúng ta sẽ có ba cái loại effect nữa đầu tiên là tremolo này chorus và flanger có một điều mà mình cảm thấy khá là tiếc đấy là cái đường số 3 này nó không có cái chức năng compressor mà compressor là một trong những cái chức năng mà mình cảm thấy là rất là hữu ích dành cho anh em chơi guitar luôn á mình rất mong là trong tương lai thì nhà sản xuất có thể cân nhắc thêm cái chức năng compressor và cái đường số 3 cho con ba 28 mươi tám nhé các bạn có nhớ là lúc nãy khi mà mình giới thiệu về con ba 28 này thì ở mặt sau của nó nó sẽ có hai cái lỗ 6 ly ghi là fx guitar đó send và return đối với nhiều người chơi guitar thì có lẽ là chúng ta đã không còn quá xa lạ đối với hai cái lỗ send và return này nữa rồi Tuy nhiên thì dành cho những người chưa biết thì chúng ta có thể sử dụng hai cái lỗ này để cắm thêm những cái effect ở ngoài vào trong con BA28 này thuận tiện hơn cho việc sử dụng. Quay trở lại với ứng dụng của BA28 thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái đường thứ tư là đường Bluetooth hay là Aux in. Đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ có một cái là input source để xem là chúng ta đang kết nối những gì vào đây. Chúng ta có thể cắm Aux tức là cắm một dây 3.5 hoặc là kết nối Bluetooth chính là BT đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chức năng rất là thú vị mang tên là Vocal Remover. Ví dụ như các bạn đang nghe nhạc và các bạn thấy là Ôi bài hát này hay quá Tôi muốn hát cái bài hát này Nhưng mà ở trên mạng lại không có beat karaoke để chúng tôi hát Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng này Vocal Remover Dùng để tách cái lời hát ra khỏi phần nhạc Để cho chúng ta có thể hát, có thể karaoke Hoặc là làm bất cứ những cái gì mà chúng ta muốn Đường aux in này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một phần EQ Chúng ta có thể tăng giảm bass hoặc là treble cho cái bài hát mà chúng ta đang bật Để có thể gọi là tăng thêm cái trải nghiệm nghe nhạc của chúng ta thêm một chức năng nữa mà mình cảm thấy rất là hữu ích cho bất kỳ ai có đam mê với bộ môn là hát karaoke hoặc là chơi guitar thì chúng ta sẽ có một cái chức năng tên là pitch. Pitch tức là chúng ta sẽ giảm hoặc là tăng cái cao độ của cái bài hát mà chúng ta đang truyền vào con BA28 này. Ở đây thì chúng ta có thể giảm 6 cái nửa cung hoặc là tăng lên 6 cái nửa cung. Rồi và cuối cùng chúng ta sẽ đi đến với đường master. Ở đường master thì chúng ta sẽ có một cái là master reverb Master reverb thì mình sẽ hiểu là đây sẽ là cái chức năng dùng để chỉnh reverb chung cho tất cả các đường. Tất nhiên là chỉ với những cái đường mà đang sử dụng chức năng reverb thôi, còn những cái đường nào mà không sử dụng cái chức năng này thì không vấn đề gì cả. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái gọi là speaker voicing. Thì đối với cái chức năng này thì tùy theo là cái vị trí bạn đang đặt cái con loa này như thế nào thì con BA28 nó sẽ phát ra cái âm thanh phù hợp nhất đối với cái vị trí mà bạn đang sử dụng nó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái đường là aux output. Như mình đã nói lúc trước thì trên con BA28 này chúng ta sẽ có một cái đường là aux output, tức là chúng ta có thể chuyển tất cả những cái âm thanh được đưa vào trong con BA28 này sang một thiết bị khác. Ở đây thì chúng ta sẽ được lựa chọn hai chế độ là prefader và postfader. Vậy thì hai chế độ này khác nhau như thế nào? Đầu tiên thì phải nói là fader là cái gì? Fader nó chính là cái đó, cái fader mà chúng ta đang di lên di xuống đây này. Theo như mình hiểu ấy thì tín hiệu âm thanh khi mà đưa vào con BA28 này nó sẽ được xử lý và sau đấy đi đến fader và rồi sau đấy nó mới đi ra ngoài. Thì ví dụ khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ là pre fader tức là ở đằng trước fader thì tất cả những cái âm thanh được đi ra từ đường aux out ấy nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái fader của chúng ta. Còn nếu chúng ta lựa chọn cái chế độ là post fader tức là đằng sau fader thì tất cả những cái âm thanh đi ra từ đường aux out nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái fader của chúng ta tức là chúng ta kéo lên hay kéo xuống thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái âm thanh đi ra đó. Còn nếu mà chúng ta sử dụng chế độ là trước fader thì kể cả chúng ta kéo lên kéo xuống thì âm thanh nó cũng sẽ không bị thay đổi bởi cái fader đó. Tất nhiên thì đây nó mới chỉ là cách hiểu và cách giải thích của mình thôi. Nếu nó có gì sai sót thì các bạn có thể comment góp ý ở dưới nhá. Sau khi chỉnh xong và mình sẽ quay trở lại cái màn hình chính này, mình có thể chọn vào menu ở góc trên bên trái thì đầu tiên chúng ta sẽ có xếp scene memory tức là tất cả những gì mà chúng ta vừa chỉnh xong ở tất cả những cái đường 1, 2, 3, 4 này và kể cả master luôn nếu ví dụ như chúng ta muốn là sau khi mà chúng ta tắt loa xong bật lên nó lại lốt lại y nguyên tất cả những cái tùy chỉnh của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng đó tức là menu này nó xếp xin memory đặt tên và bấm xếp ví dụ mình đặt là huy đi huy huy nó xếp ok vậy là xong tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần setting setting thì đầu tiên chúng ta có thể đặt tên cho cái thiết bị của chúng ta thiết bị hiện tại của mình nó vẫn đang tên là C Music BA 28 3F 8C ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần là scene memory đó chính là cái mà chúng ta vừa mới lưu lại đó thì ở đây chúng ta có thể bấm change để thay đổi BA 28 sẽ cho chúng ta tổng cộng là 9 cái chỗ để chúng ta lưu lại những cái preset của mình tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái chức năng là standby time mình thấy cái chế độ này là một cái chế độ rất là hữu ích. Ví dụ như trong quá trình mình sử dụng, mình không có nhu cầu sử dụng nó nữa nhưng mình lại quên mất và mình không tắt đi thì sau 20 phút hoặc 1 tiếng hoặc 2 tiếng tùy theo sự lựa chọn của bạn thì chiếc loa này nó sẽ tự động tắt đi. Nếu như bạn sử dụng pin thì cái chức năng này có thể giúp cho các bạn tiết kiệm được pin và đảm bảo được thời lượng sử dụng dài nhất có thể. Và đồng thời là mình thấy là cái con BA28 này khi mà nó được tự động tắt đi như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được những cái vấn đề liên quan tới cháy nổ hay là ví dụ nguồn điện nó có vấn đề và ảnh hưởng đến cái chức năng hoạt động của cái con BA28 này. Trên đây là tất cả những cái thông tin về con BA28 này mà mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn. Các bạn đánh giá con BA28 này như thế nào? Comment ở dưới đây cho mình biết nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc yêu cầu hay là góp ý cho video này thì đừng ngần ngại comment ở dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng mình thông qua những thông tin mình để ở phần mô tả nhé. Subscribe cho kênh của Imba để có thể nhận được những thông tin mới nhất về những sản phẩm, dịch vụ hay là bất kỳ những hoạt động nào trong tương lai của Imba và đồng thời là để xếp tăng lương cho mình. Mình là Huy, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.